này thiện hiện nếu đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng tư duy phân biệt thánh đế khổ chẳng tư duy phân biệt thánh đế tập diệt đạo chẳng tư duy phân biệt tướng của thánh đế khổ chẳng tư duy phân biệt tướng của thánh đế tập diệt đạo chẳng tư duy phân biệt tánh của thánh đế khổ chẳng tư duy phân biệt tánh của thánh đế tập diệt đạo là vì sao vì thánh đế khổ tập diệt đạo chẳng thể nghĩ bàn này thiện hiện như vậy nên biết đại bồ tát ấy từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa từ lâu đã trồng các căn lành đã cúng dường nhiều đức phật đã phụng sự nhiều thiện hữu này thiện hiện nếu đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng tư duy phân biệt bốn tịnh lự chẳng tư duy phân biệt bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng tư duy phân biệt tướng của bốn tịnh lự chẳng tư duy phân biệt tướng của bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng tư duy phân biệt tánh của bốn tịnh lự chẳng tư duy phân biệt tánh của bốn vô lượng bốn định vô sắc là vì sao vì bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng thể nghĩ bàn này thiện hiện như vậy nên biết Đại Bồ Tát ấy từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu này thiện hiện nếu đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng tư duy phân biệt tám giải thoát chẳng tư duy phân biệt tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ chẳng tư duy phân biệt tướng của tám giải thoát chẳng tư duy phân biệt tướng của tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ chẳng tư duy phân biệt tánh của tám giải thoát chẳng tư duy phân biệt tánh của tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ là vì sao vì tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, chẳng thể nghĩ bàn này thiện hiện như vậy nên biết Đại Bồ Tát ấy từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều Đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu. Này thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tư duy phân biệt bốn niệm trụ, chẳng tư duy phân biệt bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng tư duy phân biệt tướng của bốn niệm trụ, chẳng tư duy phân biệt tướng của của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng tư duy phân biệt tánh của bốn niệm trụ chẳng tư duy phân biệt tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là vì sao vì bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo chẳng thể nghĩ bàn này thiện hiện như vậy nên biết đại bồ tát ấy từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều Đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tư duy phân biệt pháp môn giải thoát không, chẳng tư duy phân biệt pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng tư duy phân biệt tướng của pháp môn giải thoát không, chẳng tư duy phân biệt tướng của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng tư duy phân biệt tánh của pháp môn giải thoát không, chẳng tư duy phân biệt tánh của pháp môn giải thoát không? giải thoát vô tướng vô nguyện là vì sao? Vì pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện như vậy nên biết đại Bồ Tát ấy từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu này thiện hiện nếu đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng tư duy phân biệt mười địa bồ tát chẳng tư duy phân biệt tướng của mười địa bồ tát chẳng tư duy phân biệt tánh của mười địa bồ tát là vì sao vì mười địa bồ tát chẳng thể nghĩ bàn này thiện hiện như vậy nên biết đại bồ tát ấy từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa từ lâu đã trồng các căn lành đã cúng dường nhiều đức phật đã phụng sự nhiều thiện hữu này thiện hiện nếu đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng tư duy phân biệt năm loại mắt chẳng tư duy phân biệt sáu phép thần thông chẳng tư duy phân biệt tướng của năm loại mắt chẳng tư duy phân biệt tướng của sáu phép thần thông chẳng tư duy phân biệt tánh của năm loại mắt chẳng tư duy phân biệt tánh của sáu phép thần thông là vì sao vì năm loại mắt sáu phép thần thông chẳng thể nghĩ bàn này thiện hiện như vậy nên biết Đại Bồ Tát ấy từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát thi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tư duy phân biệt mười lực Phật, chẳng tư duy phân biệt bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, chẳng tư duy phân biệt tướng của mười lực phật chẳng tư duy phân biệt tướng của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp phật bất cộng chẳng tư duy phân biệt tánh của mười lực phật chẳng tư duy phân biệt tánh của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp phật bất cộng là vì sao vì mười lực phật cho đến mười tám pháp phật bất cộng chẳng thể nghĩ bàn này thiện hiện như vậy nên biết Đại Bồ Tát ấy từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu